Cô trong năm như thế này thì khách họ ủng hộ cô nhiều không? Ngày thu nhập được nhiều không? Dạ. À, ngày thu nhập được vài trăm chứ ha? Dạ. Thôi vậy là vui rồi, coi như là có cái duyên với hai ngôi mộ này. Còn hai ngôi mộ ở bên kia là sao cô? Hai ngôi mộ bên kia. Dạ. À, kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại con đường Quang Trung, thuộc phường 9 của thành phố Đà Lạt đó quý vị ha. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi xuống thăm hồ Than Thở và ghé vào đồi thông hai mộ để tham quan một chút đó quý vị ha. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2022. Từ hôm qua đến giờ thì không có mưa đâu quý vị. Hôm qua đến giờ không có một giọt mưa nào luôn. Trời rất là tạnh ráo. Du khách từ đầu tháng đến giờ, từ đầu tháng 6 cho đến giờ là lên Đà Lạt khá là đông. Tại vì cũng bước vào đầu mùa hè rồi quý vị. Thấy đường phố của Đà Lạt nó nhộn nhịp hàng lên à. Hôm nay có nhiều trường học người ta tổ chức tổng kết đó quý vị ha. Tổng kết cho học sinh để nghỉ hè rồi. Tới đây là cái ngã tư Phan Châu Trinh. Khúc này nếu như mà rẽ phải là vào đường Trần Quý Cáp và đi vào đường Hùng Vương. Còn rẽ trái là về với đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Lữ Gia. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thẳng vào xuống đường Phan Châu Trinh luôn. Đây là đường Hồ Xuân Hương, cũng thuộc địa bàn phường 9 của thành phố Đà Lạt. Có nhiều người nhầm lẫn Hồ Xuân Hương và đường Hồ Xuân Hương đó quý vị ha. Đường Hồ Xuân Hương á, là tên của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Còn cái Hồ Xuân Hương ở trong trung tâm thành phố Đà Lạt á, là cái tên mà người ta đặt cho là Hồ Xuân Hương thôi. Chứ không phải là lấy tên của bà Hồ Xuân Hương mà đặt cho Hồ Xuân Hương đâu. Đấy, nói ra thì nó rối vậy đó. Là chữ ra là có hai cái sự phân biệt như vậy đó quý vị ha. Hồ Than Thở là ngay trước mặt rồi. Hôm nay thấy người ta sao mà họ rào lại đấy quý vị nè. Chắc là họ cải tạo cái lòng hồ này. Để mình coi. Đây họ rút hết nước rồi quý vị. Đúng rồi. Họ đang nạo vét và cải tạo cái lòng hồ đó quý vị nè. Đây. Hồ Than Thở này hồi trước giờ chỉ là một cái cơ hồ nhỏ thôi. Nó cũng không có đẹp đẽ gì cả. Nó khá là xấu. Tại vì ở trên làng hoa này, người ta kéo mỗi lần trời mưa là bao nhiêu rác và nước thải nó kéo về đây. Có lẽ người ta sẽ làm một cái con mương riêng đó quý vị, để dẫn cái nguồn nước ở trên cái làng hoa Thái Phiên đó nó chạy về dưới cái hồ này, dưới con suối này. Và nó đổ về dọc về hướng dưới Mê Linh đó, và đổ về Hồ Xuân Hương luôn. Chắc có lẽ người ta sẽ cải tạo cái con suối này đó quý vị. Con suối này nó kéo dài về tới Mê Linh. Hồi trước chưa cải tạo á thì con suối này rất là nhỏ và trời mưa thì nó gây ngập lụt cho cái khu vực dân cư ở Trương Văn Hoàng và Mê Linh. Bây giờ người ta đang tiến hành nạo vét và sửa chữa, cải tạo làm bờ kè luôn. Đây quý vị, cái hồ Than Thở
Bây giờ rút nước xuống quý vị có thể thấy là rác quá trời luôn. Bên kia là làng hoa Thái Phiên đó, đối diện đằng kia là du lịch, khu du lịch hồ Than Thở. Mai mối cái hồ này mà cải tạo xong á, nạo vét xong đó quý vị, thì chắc có lẽ nó sẽ đẹp hơn. Ở cái hồ này nó cũng nhỏ thôi. Còn cái gì đó, bên kia là cái đồi thông hai mồ đó quý vị ha, hai mồ của người ta nằm bên kia. Bây giờ mình sẽ chạy qua bên cái đồi thông đó. Ở bên này là khu du lịch hồ Than Thở này, có lẽ bây giờ họ đang đóng cửa để mà sửa chữa cải tạo cái lòng hồ rồi, chắc còn lâu lắm mới mở cửa lại. Hy vọng trong tương lai thì người ta sẽ mở cửa lại và nó thổi một cái luồng sinh khí tươi mới hơn, đẹp hơn. Cái hồi trước khi mà khách xuống đây á, thấy cái hồ nó cũng không có được đẹp đó, chính vì vậy họ cũng thất vọng. Bây giờ người ta thông báo là khu du lịch hồ Than Thở tạm ngưng hoạt động để nâng cấp cải tạo kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến khi có thông báo mới. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. Thì đến khi có thông báo mới thì không biết đến bao giờ, hy vọng là sẽ sớm thôi. Bây giờ mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi vào cái đồi thông hai mồ thôi. Để vào được cái khu vực đó thì chúng ta sẽ đi qua, đi vào cái hướng này và con đường này. Ở khu vực này đó quý vị, người ta bán áo quần rồi hàng đặc sản của thành phố Đà Lạt cũng rất là nhiều ở khu vực này nè. Tuy nhiên khi mà cái đồi thông hai mồ này, cái khu du lịch hồ Than Thở họ đóng cửa thì lượng du khách đến đây nó cũng khá là ít. Nói chung cũng bồi ế ẩm thôi quý vị, trong ngóng khách thôi. Có một vài cái ốt người ta đóng cửa luôn. Khi mà hồ Than Thở mở cửa giờ lại á thì du khách đến mới đông đó quý vị. Đây, chúng ta đi vào cái con đường ở men theo đồi thông này thì sẽ đến cái hai mồ của nói thì hai mồ nhưng mà bây giờ còn một mồ thôi quý vị ha, mồ của cô gái thôi. Còn chàng trai thì được người thân bóc về quê nhà rồi. Nghe có nhiều người kể lại thì sau khi mất đi á, được chôn ở cạnh người yêu đó quý vị ha, thì người vợ quê nhà cũng nảy lòng ghen tuông, không cho chàng trai, không cho chồng của mình nằm bên cạnh người yêu, cho nên chia lên bóc ngôi mộ về, ngôi mộ chồng của mình về để chôn cất ở quê nhà. Ở đây có nhiều cái hướng đi lắm quý vị. Chúng ta cứ men theo bên phía tay trái và chạy thẳng xuống nha. Còn cứ rẽ tùm lum là nó cũng chạy vòng vòng ở trong khu vực đồi thông này luôn á. Nói chung đồi thông này nó cũng nhỏ thôi. Xưa nào mình chạy vòng vòng vô đó có thử có cái gì không. Hồi trước á, mà đi vào đồi thông hai mồ thì có một cái lối ở đường chính ở bên ngoài đó quý vị ha. Đi vào luôn, không phải chạy vào trong này. Nhưng mà sau này người ta xây tường bao ở ngoài đó và bít cái cổng ở ngoài đó luôn rồi, thì chúng ta buộc phải đi vào, buộc phải đi vào đây đó quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi ghé xuống tham quan hai ngôi mộ gì đó một chút. Ở đây quý vị ha, người ta ghi cái bảng là đồi thông hai mộ này đó, và đi bổ xuống đây một cái là có đồi thông. Nói chung du khách thì họ cũng hay đến đây viếng để mà thắp nhang rồi tìm hiểu. Thank you.
đây là ngôi mộ của hai nhà, à, hai người, nhưng mà bên này là cô Lê Thị Thảo này, còn bên kia là của chú Vũ Minh Tâm. Mà mộ của chú Vũ Minh Tâm thì bị bốc về rồi, còn của cô Lê Thị Thảo nằm đây rồi. Mộ bên kia là mộ gió, bên này là mộ của Lê Thị Thảo. Phần mộ cô Lê Thị Thảo Mạnh Trung, phần mộ cầu Phủ Minh Tâm. Bên này là hai ngôi mộ của ai đấy ta? Chắc của người dân đem vô đây chôn luôn. Dạ con ở trên cũng ở Đà Lạt này thôi, đi quay vòng vòng cho mọi người biết mà. Cô là người trong trong nóm ở đây hả cô? Dạ. Sáng tới đây ngồi rồi đến chiều mới về. Trưa mới về ăn cơm rồi quay lại. À trưa ở lại luôn. Thế nhà cô ở đây là sao hay là? À dạ. À, đã xe đạp tới rồi về. Cái này cô tự nguyện tới trong năm hai ngôi mộ này hả? Dạ. Rồi vắng nhang cho người ta thắp, rồi ai mua được gì ủng hộ thì mua hả? Dạ. Dạ. Bây giờ trà Adiso hả? Trà Adiso. Trà Thanh Nhiệt chủ yếu bán hai loại trà này cho khách thôi đúng không? Dạ. Cô đạp xe lên đây cũng khỏe chứ? Nhà ở đâu? Hướng này hay hướng bên kia? À, Chi Lăng hả cô? Dạ biết chứ. Nói chung là con cũng biết nhiều đấy. Tại ở Đà Lạt này đi vòng nhiều mà. Cô, cái ngôi mộ ở bên này thì người ta bóc rồi đúng không? Ngôi mộ của chú Tâm bên này là người ta bóc đi rồi hả? Đúng không? Bóc lâu rồi đúng không cô? Bóc mấy chục năm rồi hả? Con bồ của cô Lê Thị Thảo bên này là bọn con. Dạ. Cô có biết sự tích của hai ngôi mộ này không? Dạ. Nói chung là sự tích thì người ta kể mỗi người mỗi khác đó hả? Con chính xác là như thế nào cơ? Nhiều khi cô chính xác thì người ta chính xác. Bây giờ người ta mỗi người kể mỗi câu chuyện cho nên bây giờ là không biết như thế nào là chính xác hết hả? Dạ. Cô đọc thì cô thấy như vậy chính xác. Dạ. Cô trong năm như thế này thì khách họ ủng hộ cô nhiều không? Ngày thu nhập được nhiều không? Dạ. À, ngày thu nhập được vài trăm chứ ha. Có đâu con. Dạ. Thôi vậy là vui rồi, coi như là có cái duyên với hai ngôi mộ này. Còn hai ngôi mộ ở bên kia là sao cô? Hai ngôi mộ bên kia. Dạ. À, một người dân hả? Dạ. Cảm ơn cô nghe. Hai ngôi mộ bên này là của người dân đó quý vị. Bên này là ngôi mộ của chú Tâm. Ở bên dưới thì không còn nữa, người ta bóc về rồi. Còn chỉ có là ngôi mộ của Lê Thị Thảo nằm ngay bên kia là không còn. Cảnh của xung quanh này khá là đi hư và buồn. Còn cô thì hàng ngày là phải đạp chiếc xe đạp này đến đây để trông nom hai ngôi mộ, cũng như là quét rác, dọn dẹp nhang khói, rồi ai đến đây thắp nhang thì cũng có thể ủng hộ cho cô gọi trà. Nói chung cũng mưu sinh chính đáng qua ngày thôi quý vị. Quang cảnh của xung quanh ngôi mộ này, hai ngôi mộ này thì nó cũng khá là buồn và điều hiu. Nói chung cũng có sự an ủi cho hai người, đó là du khách hàng ngày vẫn vào ra để mà
thăm rồi thắp nhang. Tôi mong hai người được yên nghỉ. Mình rời khỏi hai ngôi mộ này thôi quý vị. Bây giờ mình sẽ dẫn quý vị vòng vòng ở trên cái đồi thông này, xem thử cái đồi thông này nó có cái gì và nó có lớn hay không. Chắc nhỏ thôi quý vị. Mình lên vòng vòng trên cái đồi thông này, xem thử có cái gì ở trên này không. Có nhiều con đường sẽ dọc ngang cái đồi thông này quý vị ha. Chạy vô hướng này thử xem, không biết có lạc không. Chắc đồi này là nhỏ sao mà lạc được. Thông ở đây thì người ta mới trồng thêm nữa quý vị này. Có những cây nó nhỏ, ngoài những cái cây cổ thụ ra thì có những cái cây nó nhỏ hơn. Đây, tới đây là nó cũng bên kia là nó cũng hết rồi quý vị. Bên kia là khu dân cư Chi Lăng, Mê Linh, Ngũ Văn Sở. Cửa thông này cũng nhỏ thôi. Buổi trưa vào trong này rất là mát luôn quý vị. Có cây cối thiên nhiên á. Nói chung là địa bàn phường chính này á, chỉ có cái đồi thông. Đồi thông như thế này là hiếm hoi rồi quý vị. Còn những chỗ khác thì nhà cửa phải nói bịt kín hết rồi. Vườn tược nhà cửa. Bây giờ tìm ra được thiên nhiên á, chỉ có phường 10, phường 3 là địa hình với lại rừng núi còn rất là nhiều. Phường chính này thì nhà cửa chiếm đa số. Chúng ta nhiều lực khi mà đi vào những cái con phố của phường chính đó, nó từ từ cảm giác như là ở Sài Gòn hoặc là Hà Nội, với những con đường bằng phẳng, nhà cửa san sát. Đồi thông này nếu như mà dọn dẹp lại, cải trang lại rồi cho cỏ nó mọc lên nhiều nữa thì nó cũng đẹp. Cái video của mình có lẽ đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.